Đây là cành hồng mỹ nhân nha mọi người. Bắt đầu xuống lá hết rồi. Cành bắt đầu xuống lá. Cành này mình mua được 2 năm rồi. Hồng mỹ nhân. Được mấy chôi này. Mấy chôi đây. Cành này là cành hồng mỹ nhân. Còn đây là cái cành bạch tuyết này. Bạch tuyết mọi người này. Bạch tuyết này mua một lần với cành hồng mỹ nhân được 2 năm ra một cái rất là lực. Còn đây mấy cái này không biết tới đây nó có ra mầm không. Mỹ nhân một cành bạch ở cành là cành bạch tuyết, còn cành hạt ố nữa, hạt ố rất là to mọi người. Chuyển ra đây cho nó mát. Ông bị nhân. Ô. Còn cành này cành cây sáu mắt. Sáu mắt này xuống lá hết rồi. Chắc là chuẩn bị ra bông rồi. Sáu mắt, bảy mắt. Đây là chú rồng, chú rồng của mình đây đang chăm sóc. Chăm sóc cây. Chăm sóc hoa. Bắt đầu tan mà cái. Cái này bắt đầu tan rồi, rụng rồi. Còn cái này ra sau rồi. Mai vàng đã nở, những trăm cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng, hoa tươi như nụ cười trên đôi môi. Hoa chín rồi. Hoa chín, dấu chín. Ôi giời, nó bị hư mọi người. Nó nằm dưới đất, nó bị hư này. Dâu tây này phải cho nó nằm ra ngoài cho con nằm trên là nó nằm ở đất là nó hư. Nó ra ngoài là nó không hư được.